Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên Mười Thủy Đạo Hàm Luân của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập số 7. Tao nói hồi nãy rồi đó, tụi mày đừng có hỏi nữa, cứ đi tìm cái mỏ neo đi, rồi tự khắc hiểu à. Anh ba nói xong thì lim dim như ngủ đi. Bọn tôi cất anh ba vô túi, quay ra hộp nội bộ. Tôi nhắc: có khi nào cái thủy đạo đó là một dạng của hải lưu chung trời không mọi người? Tú Linh lắc tay: khả năng này rất là thấp, vì hải lưu chung trời chỉ xuất hiện khi có thiên tượng lạ, như là đảo sương mù bị nuốt ngược vô biển á. Điều này không thể xảy ra khơi khơi được. Cũng không hẳn, biết đâu quân Tây Sơn đã chích lũng một cái hòn đảo nào đó rồi tạo ra hải lưu chung trời thí nghiệm. Anh Hùng thì gãi cầm: cũng khó có khả năng đó lắm, nhưng mà trước mắt có manh mối là rạch cầm sợi mút, thì cứ đi tìm con tàu Hiêu Lem, coi cuốn nhật ký hành trình đó coi sao. Tôi hỏi: qua bao nhiêu năm tháng á, biết nó có còn không anh? Tôi sực nhớ lại, vội đưa mắt nhìn vô cái bảo tàng mini ở trong nhà của ông bán hủ tiếu, liền đứng dậy chạy vô hỏi: bác ơi, bác! Ông đang rửa chén mới quay lên nhìn, tưởng tôi tính tiền cho nên nói: 145.000 con. Dạ không, con có cái này muốn hỏi bác về cái bộ sưu tập này của bác đó. Ông nhíu mày nhìn tôi chăm chăm: mờ, mấy đứa là dân sưu tầm luôn ha? Dạ, tụi con cũng thích đồ cổ, cho nên thấy bộ sưu tập của bác là máu chảy rần rần liền. Bác cho tụi con vô coi chút được không? Ông hầu hở đứng dậy, chùi tay vô quần rồi tươi cười: được chứ, được chứ, vô coi tự nhiên đi. Vừa nói ông vừa bật đèn phòng khách lên, với kéo mấy cái ghế vô gọn chừa chỗ đi. Phòng khách khá rộng, cỡ 30 mét vuông, bài la liệt đồ được vớt lên từ dưới sông, treo cả trên tường, trên trần nhà. Từ mảnh ván thuyền xưa cho tới cái mỏ neo, chén bát, chảo gang, sắt, tới đồ thời chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ như lưỡi lê, bán súng, dao găm gỉ sét, vỏ đạn, ba lô, máy BDC-25, ôi thôi đủ thứ hầm bà lặng. Tôi giả vờ thích thú: chà, bác sưu tầm đống này chắc cũng lâu lắm hả bác? Từ năm 96 tới giờ đâu còn. Hồi đó thích thì lấy về để góc nhà thôi, từ hồi nghỉ hưu tới giờ mới đem ra chân đặt nhìn cho nó đã đó. Ủa, hồi đó bác làm nhà nước hả? Tao đi lính, lính tâm hài hòa cà, phục viên năm 86, về làm xà lan chở cát cho hợp tác xã. Nhờ làm xà lan mới quen biết nhiều thợ lặn, từ đó tao thích sưu tầm đồ cổ, đồ chứ cứ dưới sông đồ kiểu này nè. Ông giới thiệu thêm, ông tên là Tuấn, dân trong xóm hay gọi là Tuấn Xà Lan. Vợ mất đã lâu, còn mấy đứa con đều đi làm ăn xa, nên ông coi như tung hoành với cái sở thích của mình. Nghĩ vậy cũng hay, tôi lái câu chuyện sang hướng khác. Bác có hay vớt được mấy cái đồ từ hồi trận địch cầm sở mút không bác? Có chứ, tao để riêng một khu đây nè. Ông kéo tôi lại một khu trang trọng trong góc phòng. Nơi đó có các thanh gươm, khiên của quân Sim, một vài cây pháo bự cỡ ống lồ ô, chén bát, vài mảnh giáp và mũ trụ. Hồi đó Quang Trung hay hả bác ha? Phục kích bất ngờ một cú diệt gọn quân địch luôn, tài thiệt á. Ông xua tài nói: tao thì tao không nghĩ vậy đâu, phục kích nó dễ chứ làm chua lắm đâu mày. Ủa vậy làm sao ông tấn công bất ngờ được? Tao thấy là ông hành quân thần tốc từ chỗ khác tới nhanh chóng, đánh úp tụi Sim thì đúng hơn. Ban đầu tôi chỉ định hỏi ông coi có tìm thấy thứ gì liên quan tới tàu Hiêu Lem hay không. Bây giờ thấy một người có cùng gần suy nghĩ với mình, tôi thấy khá hứng thú. Ông nói tiếp, giống như đang tự nói với bản thân chứ không phải với tôi. Đúng đúng,
đúng ra là được con nước đưa tới. Không có ai tin tao hết. 40 năm rồi, tụi nó vẫn bảo thủ mà. Bây giờ thì anh Hùng cùng với mấy người kia cũng bước vô bảo tàng mini. Anh Hùng hỏi: cái vụ nước đưa tới đây là sao vậy bác? 40 năm trước, có một cái hội thảo về trận đánh rạch gầm xoài mút này. Tao cũng đưa ra ý kiến tương tự, là quân Tây Sơn không có mai phục trước, mà là lợi dụng địa hình và con nước, sau đó canh thời gian để hiệp đồng tác chiến. Theo con nước xuất hiện đúng lúc quân Xiêm rối loạn đó. Bác nói kỹ lại giùm con chứ. Chứ tàu đố bậy nè, ngày nay và 300 năm trước cùng cái chỗ này có gì khác nhau? Chúng tôi suy nghĩ chưa ra, nhưng anh Hùng hiểu ý. Anh nói ngay: là địa hình. Ý bác là lúc đó địa hình thấp hơn bây giờ hả? Còn gì nữa không? Anh Hùng nhìn ra sông. Là con sông, dòng chảy. Dòng chảy thay đổi. Đúng vậy đó. Tập hợp hai cái đó, mày hiểu ý tao chưa? Anh Hùng gãi đầu. Tôi biết là anh biết, nhưng mà giả vờ để Tuấn Xà Lan được nói ra cho thống khoái. Anh lắc đầu. Dạ con cũng chưa hiểu lắm. Tuấn Xà Lan châm điếu hero, thở dài rồi nói: năm đó tao làm hẳn một cái chuyên đề lên báo cáo đó. Tao cho rằng ban đầu quân Tây Sơn được tập kết ở một chỗ khác, có thể là đồng nước của Tháp Mười. Sau đó lợi dụng con nước đổ từ đầu nguồn vậy, họ dùng thuyền nhẹ lướt theo con nước để mà đột kích. Tú Linh xem ra cũng bắt đầu hứng thú rồi. Quãng đường nó xa lắm, có đi nhanh cũng cả buổi mới tới. Anh Hùng giải thích: hồi nãy bác có nói đó, là sông đổi dòng chảy, tức là dòng chảy tụi mình thấy ngày nay không phải là dòng chảy rạch gầm sợi mút của 300 năm trước đâu. Tuấn Xà Lan chỉ điếu hero ngay mặt anh Hùng. Đúng rồi, thằng này nói đúng nè. Theo tao thì cái dòng chảy lệch như thế này thì 300 năm trước sông cái phải xích lên hướng bắc cỡ vài cây số nữa. Mặt sông rộng 2-3 cây số lận đó. Anh ba can đảm ngò ngoại trong túi. Tôi dặn lại. Tôi cố tình hỏi để che đi tiếng đó. Mà làm sao bác có ý tưởng về chuyện này? Bác còn khúc mắc gì hả? Bác sợ tụi con là công an chìm hay gì? Tôi sợ tụi bay không tin. Tao đọc được nó từ một cuốn sách cổ vớt được dưới sông đó. Da thịt tôi như có dòng điện chạy xẹt qua. Tôi hỏi: cuốn sách hay là một cuốn nhật ký vậy bác? Nhật ký hả? Cũng đúng đó. Nhìn nó giống nhật ký hơn. Xin hỏi chen vô. Bác không biết chắc nó là sách hay là nhật ký, sao bác biết được nội dung nó nói về con nước kỳ lạ đó? Tuấn Xà Lan đáp: bởi vì nó ghi chữ gì đó lạ quá cả, không phải tiếng Anh hay tiếng Pháp, tiếng Nga, tao đưa ai dịch cũng không được. Duy chỉ có một dòng chữ ghi bằng tiếng Hán là tao đọc được. Dòng đó có nhắc tới con nước đó. Nó ghi là: thủy đạo thông đạt, nguyên thủy nhất chi lưu giang, độc lưu, hàm long khởi sinh, sinh cửu long giang. Cái gì gì đó, tao nhớ mang máng vậy thôi. Đợi chút, tao lấy ra cho bày coi. Cuốn đó quý lắm, nên tao không có chừng ở đây. Tuấn Xà Lan vô lục lục cái gì đó. Xin thắc mắc: ôi, cái câu đó nghĩa là gì vậy chứ đẹp? Thủy đạo chảy rồi, dòng sông đầu tiên từ miệng rồng phun ra chính nhánh sông. Anh Hùng trầm ngâm giây lát. Anh nói: câu đó có khi nào ám chỉ về việc con sông đầu tiên của Cửu Long hay không? Là sao anh? Thì em mày cũng biết mà, sông Mê Công chảy vào Việt Nam, tạo ra chính cái cửa sông.
Vậy thì cái ngày đầu tiên thuở xa xưa đó, trong chính con sông đó, thì sông nào là con sông đầu tiên xuất hiện? Bên ngoài bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn, thổi mây bay đi hết. Trời đang mát dần chuyển sang nắng chang chang. Từ phía cổng, tôi thấy có thêm chừng 5-6 chiếc xe máy nữa cũng tới tham quan khu di tích. Lúc này Tú Linh nghe anh Hùng nói xong câu đó, liền kéo tôi với Sinh ra ngoài. Nè, hôm nay bộ cái. Hả? Chào mày với em. Sinh vừa tu rượu vừa hỏi. Mọi người nghĩ cái chuyện này có khả quan không? Anh Hùng bảo. Em sợ tốn thời gian chứ gì. Theo anh thấy, lần nào mình đi săn lan cũng đâm đầu vô mấy cái chuyện kiểu này hết. Là kỳ ngộ thôi. Cứ coi nó dẫn mình tới đâu. Ở bớt điều mà anh, chính vì mình cứ đi theo cái kiểu không lường trước, có manh mối là cứ nhắm đại mà đi, giống như mù sa mưa vậy. Bởi vậy lần nào cũng phá hoại đó. Chứ mày đề xuất sao? Anh Hùng đứng khoanh tay hỏi. Xin nói chắc nịch. Bây giờ đã tốn thời gian rồi thì tốn cho tới luôn đi. Mình tìm hiểu về chiếc tàu của ông William gì đó, xong rồi tìm hiểu thêm về công ty Đông Ấn Hà Lan, coi tụi nó làm cái gì, tổ chức ra sao, đặng từ đó mà biết được chuyện tụi nó xuất hiện ở lục tỉnh làm cái gì. Anh ba can đảm rên ừ trong cái túi đeo hông. Tôi kéo dây xăng tia ra cho anh nói. Đông Ấn Hà Lan thì cứ để tao, tao rành lắm. Tôi cười hỏi. Bộ anh cũng thấy hứng thú với tụi này rồi hả? Đúng đúng đúng. Làm tao nhớ lại tao của ngày xưa. Ngày xưa hả? Tao. Tôi đè đầu anh ba trở vô. Thôi thôi, đủ rồi. Ông anh tính sổ một tràng nữa gì? Chờ được miếng chút đi. Má nó, cái thằng mất dạy này. Mày. Anh Hùng chồm tới, nhét nguyên đống khăn giấy vô cửa miệng của anh ba. Ông không có tay để kéo đống khăn giấy đó ra được, nên chỉ phát ra mấy tiếng rên nhỏ xíu. Tôi kéo dây xăng tia lại thì không còn nghe gì nữa. Tú Linh lại nói. Cái vụ Đông Ấn Hà Lan á, sao chỉ thấy như mình vẽ rắn thêm chân, không có ý nghĩa cụ thể. Sinh cười khẩy. Chung quy lại cũng ngựa quen đường cũ, chơi cái trò hên xui may rủi. Tôi vỗ lưng nó cái bóp. Tao đồng tình với mày. Bảo vệ di sản quốc gia là việc nên làm. Nhưng mà đó giờ trường hợp tụi mình dính vô toàn cứt đá gì đâu không à. Tao thấy cứ làm theo cách của bà Linh ngon hơn đó. Tú Linh bặm môi. Hai thằng bay cấp này ăn nói hỗn láo như người lớn quá vậy. Bỏ chứ bà đi rồi ăn cơm ngon à. Xin nhìn anh Hùng. Rồi, cứ cho là mình làm theo cách của bà Linh đi. Tìm lực cổng chân giới đi. Rồi sao nữa anh? Tú Linh trợn mắt nhìn hai thằng tôi. Chắc kêu thêm một tiếng bà nữa là ăn kim. Anh Hùng cười cười. Thì anh cũng không biết nè. Tìm được đường xuống đi rồi tính. Bất quá mình quậy một chập thôi. Sinh lại hừ một tiếng, rồi lấy rượu ra tu. Tôi biết nó đang bất mãn lắm, nhưng không biết an ủi nó ra làm sao. Lúc này thì Tuấn Xà Lan cũng đã hớn hở đi ra, trong tay cầm cuốn sổ da cũ mềm, rồi kêu. Đây nè, thấy rồi. Thấy rồi nè. Ra đây cho sáng đi. Ông cẩn thận đặt cuốn sổ xuống bàn trà, mở ra trang đầu tiên, chữ viết chi chít. Tuấn Xà Lan đưa cuốn nhật ký hành trình cho anh Hùng. Anh cầm lên xăm xôi lớp da, các trang giấy bên trong, rồi nói. Bác Tuấn cho con coi chút được không? Cứ tự nhiên đi mà. Anh Hùng kiểm tra rất kỹ, lật từng trang giấy, xem từng nét chữ. Lâu lâu anh lại đưa lên mũi ngửi. Chúng tôi đợi anh Hùng gần 15 phút, Sinh ngáp dài ngáp vắng, Tú Linh thì mở điện thoại ra xem cái gì đó. Riêng tôi thì quan sát từng cử chỉ của anh Hùng. Không phải là tôi nghi ngờ về anh, mà học nghề thì đúng hơn. Chừng 3-4 phút nữa trôi qua, anh Hùng nói. Đây là sách thật. Rồi nhìn sang tôi. Lan quý đó mày. Tôi tròn mắt, như học trò đang hỏi thầy. Sao anh biết hay gì? Anh Hùng giơ hai ngón tay. Có hai thứ mà các nhà thám hiểm của những năm 1700 rất là cẩn thận khi chọn chất liệu làm ra nhật ký hành trình. Đó là giấy và mực. Tùy vào mục đích sử dụng,
các nhà thám hiểm sẽ chọn giấy mực thích hợp cho bản đồ, ghi chú, nhật ký hành trình và các bản ghi chép khác. Có 4 loại giấy phổ biến: giấy Japon hay còn gọi là giấy Nhật Bản, được làm bằng sợi dâu tằm nên có kết cấu mềm mịn, thích hợp cho viết thư. Giấy xếp có bề mặt lý tưởng cho việc vẽ và phác thảo. Giấy dệt, bề mặt nhẵn đều, thích hợp cho việc viết tóc ký. Cuốn nhật ký hành trình của William được làm bằng loại giấy thứ tư là giấy lanh. Như tên gọi thì cái loại giấy này được làm từ sợi lanh, chất bền và chắc, chống ẩm, chống nước tốt. Song song đó, mực cũng có 4 loại. Mực carbon là loại mực trộn từ bụi than, thu được trong việc chế tác ngà hoặc xương bị cháy, rất là đậm và nhanh khô. Mực nâu đỏ được tạo ra bằng cách chiết xuất màu từ túi mực của mực nang hoặc mực ống, thường được sử dụng cho các bức vẽ nghệ thuật và minh họa. Mực Ấn Độ được tạo ra bằng cách nghiền mụi than và chất kết dính với nhau, rồi thêm nước, sẫm màu và khô nhanh, rất lý tưởng để sử dụng trong viết thư và tóc ký. Mực của cuốn nhật ký hành trình là mực mật sắc. Loại mực này được tạo ra bằng cách ngâm mực sôi trong nước, sau đó thêm muối sắc vào để tạo ra mực sẫm màu, vĩnh viễn. Mực mật sắc rất phổ biến trong những năm 1700 vì nó không thấm nước và không phai màu theo thời gian, khiến cho nó trở nên lý tưởng để sử dụng trong bản đồ và các tài liệu khác. Đặc biệt là khi gặp điều kiện khắc nghiệt thì mực này sẽ không trôi. Có thể thấy được sự kỹ lưỡng của William khi chọn giấy và mực cho cuốn nhật ký của mình. Bởi vậy khi quyển sổ chìm dưới sông bao nhiêu năm mà nó vẫn như không. Anh Hùng hiểu ra được vì ngày xưa Tư Rồng cũng bắt anh phải chép bài từ cuốn Phục Ma Kinh vào một quyển sổ cho riêng mình. Tuấn Xà Lan há hốc miệng khi nghe anh Hùng sổ một trạng. Tôi cũng tự hào lây. Ông nói: đó giờ nó cũng bị tao bất cẩn làm rớt xuống đất đó, hay là dính nước mấy lần rồi, mà đem lên nó cũng còn nguyên hả? Không ngờ nó đặc biệt vậy đó. Anh Hùng chỉ cười, ném quyển sổ qua cho Tú Linh. Tới phiên em nè. Tú Linh liếc sơ qua thì kêu lên: là tiếng Hà Lan cổ. Cả đám chúng tôi nhìn nhau chân hững. Không lẽ trời giúp nhanh vậy sao? Tuấn Xà Lan cũng bất ngờ. Ông nói: ủa, cháu mày biết tiếng này hả? Đâu dịch tao nghe thử coi. Đó giờ tao hỏi nhiều người lắm mà không có ai biết nó hết trơn á. Tú Linh ngồi xuống kế bên, cẩn thận lật ra trang đầu tiên. Cô nhìn bọn tôi. Ai nấy cũng đang nín thở chực chờ cô thở ra cuốn sổ này thuộc về thuyền trưởng William, là nhảy dựng lên ăn mừng liền. Tuy nhiên cô lắc đầu. Cuốn này của một người tên là Jansen. Cả đám thất vọng thấy rõ. Tú Linh lật tới trang cuối, quả nhiên thấy dòng chữ Hán mà ông Tuấn vừa nhắc. Bỗng hai mắt cô sáng rỡ lên, vì ngay phía trên Jansen có viết: ngày 18 tháng 1 năm 1832, thử nghiệm lại truyền thuyết của ông nội về việc đi đào thủy đạo của con sông đầu tiên. Tú Linh không kiềm được cảm xúc. Cô nói: trang cuối cùng của nhật ký là ngày 18 tháng 1 năm 1832, tức là đúng 47 năm sau ngày William mất tích, và nó được viết ở ngoài khơi Côn Đảo đó. Tôi cảm thán. Nghĩa là 18 tháng 1 năm 1832, ông thử nghiệm đi vào thủy đạo rồi mất tích. Lúc đó ông ở Côn Đảo, sao tự dưng cuốn sổ lại ở đây? Tú Linh bảo: không loại trừ khả năng là thủy đạo nó liền hai chỗ, có dòng hải lưu nào đó cuốn ông đi. Làm sao mà có chuyện hư cấu gì được? Thời đó đi từ Côn Đảo vô tới sông Cái Mỹ Tho mất 3-4 ngày lên. Tuấn Xà Lan chen vô: thì tao mới nói là nó thấy ghê đó. Đó cũng là lúc tao đặt ra giả thuyết tao nói lúc nãy, nhưng mà tiếc là không ai tin. Tôi thấy hơi rối. Giả thuyết hả? Hồi nãy bắt đưa ra giả thuyết là ở trên bờ mà, có liên quan gì tới chuyện con tàu của Jansen tốc biến từ Côn Đảo vô đây đâu. Không phải, là giả thuyết về các thủy đạo ở khu vực này
mà cuốn sổ này nhắc tới kìa. Mày thử hình dung đi, một lượng nước lớn như vậy cuốn từ côn đảo về tới đây thì nó sẽ như thế nào? Có phải nó phun ngược trên mặt đất hay không? Như vậy thì chẳng phải sẽ làm ngập nước cả một vùng mênh mông hay sao? Ngoài việc cung cấp một thông tin quan trọng, cuốn sổ này còn khẳng định với chúng tôi câu chuyện mà anh ba can đảm kể lúc nãy là thật. Chúng tôi sẽ phải đi tìm cái mỏ neo của William, hay nói đúng hơn là phần mũi tàu Van Rin, nơi đặt phòng thuyền trưởng, để mà tìm cuốn nhật ký hành trình. Đúng lúc này thì điện thoại của tôi reo lên, là số của Vi. Tôi đưa cho mọi người xem rồi chạy ra ngoài nghe. Giờ cũng chịu tìm anh rồi đó hả? Nhớ rồi chứ gì? Đây có phải là số của anh Cập, bạn của Lý An Vi không ạ? Tên lạ quá cho nên tôi sợ gọi nhầm. Đầu dây bên kia là một người nữ trẻ, giọng có phần gấp gáp. Tôi hơi khó hiểu, kèm chút lo lắng. Dạ, đúng rồi ạ. Chị là... Tôi là Sơ Matija Dương Hoàng Yến, thuộc tu viện chú quan phòng. Tôi vô tình thấy Lý An Vi này bị thương nặng ở trước cửa tu viện, cho nên đưa em ấy đi cấp cứu. Tôi đang làm thủ tục để phẫu thuật cho em ấy. Vi mở điện thoại, nhờ tôi bằng mẫu giáp phải gọi cho anh, nói anh tới bệnh viện đa khoa An Giang gấp. Bác sĩ chuẩn đoán em ấy đang vô cùng hiểm nghèo đó. Hai từ nguy kịch như đâm thẳng vô màng nhĩ của tôi. Sơ Matija vẫn còn nói thêm gì đó, tôi nghe chữ được chữ không. Tôi chẳng biết cảm giác hiện giờ là cái gì. Tôi thấy khó hiểu, vì sao Vi lại bị thương nặng như vậy? Là do ai làm? Bây giờ tôi phải làm gì? Trời đất như rộng ra, còn tôi thì hóa thành bé xíu. Alo, anh Cập à, anh còn đó không vậy? Dạ, tôi này Sơn. Tôi nuốt nước miếng, cổ họng khô rác. Vi nhờ tôi gọi cho anh thôi. Bây giờ tôi phải vào làm thủ tục trong lúc đợi bác sĩ rồi. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cụ thể, còn lại anh tính sao á thì tùy anh nha. Sơ cúp máy đi, chỉ còn lại tôi và tiếng tút tút của điện thoại. Không biết điện thoại tỏa nhiệt hay là do lỗ tai tôi đang nóng rang lên vì những cảm xúc lẫn lộn. Tôi thẫn thờ trở vào quán. Sinh là người đầu tiên để ý thấy tôi có gì không ổn. Nó hỏi: Sao? Chia tay rồi hay gì mà mặt như đống cứt vậy? Tôi nhìn bọn họ. Anh Hùng vẫn đang nói cái gì đó rất hăng sai với Tuấn Xà Lan. Tú Linh thì chống tay lên cầm, vừa hút thuốc vừa nghe. Tôi mở miệng, giọng mấp máy: Bé Vi nhập viện rồi. Hả? Anh Hùng quay lại: Ai báo với mày? Nhập viện ở đâu? Bị sao vậy? Tôi bước tới gần hơn. Bà Sơ nào đó tên Matija gọi cho em. Nhập ở bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang. Còn bị cái gì thì em không biết nữa. Lấy xe, chạy tới đó liền đi. Anh Hùng nói không chút do dự. Tôi còn tưởng anh sẽ kêu tôi lại bàn tính kế hoạch gì nữa. Tú Linh đứng dậy bảo: Cái thằng ngu này có biết chạy xe bốn bánh đâu, để em chở nó đi. Xin nói: Đúng đúng đúng, bà lên là hàng rong. Biết đâu con Vi nó dính bùa yêu của thằng mặt lợn nào đó thì sao? Không sao đâu, tôi tự đi được mà. Có cái quận á. Xin chửi. Anh Hùng nói: Mày mới nghe tin cho nên nó chưa có thấm đó. Bây giờ tâm trạng mày bất ổn, không nên đi một mình đâu. Anh Hùng nói làm cho tôi nhớ cái bận mẹ gọi điện lúc tôi còn đang làm ở ngân hàng. Mẹ báo là ba nhập viện rồi. Lúc đó tôi cũng có cảm giác này, có khi còn tệ hơn nữa. Nhờ mấy người đồng nghiệp đi chung về mà tôi mới giữ được bình tĩnh. Biết thế cho nên tôi nói: Vậy cũng được, còn vụ anh Thông thì sao? Anh Hùng cười, chắc là để cho tôi yên tâm. Mày lo gì, thằng Thông nó còn ở đó chứ chạy được đi đâu. Cổng chân giới ở đây không đóng được, cho nên mình cũng đâu có gấp. Tuấn Xà Lan nghe mấy câu đó thì vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu. Xin lại chửi tôi tiếp: Bộ nghĩ tôi với cha Hùng á không lo được cái vụ này hả? Đi lẹ lẹ giùm đi ông nội. Tú Linh chụp cái ba lô quăng cho tôi. Thấy tôi còn cứng đờ ra đó thì xoay cả người tôi lại, rồi tống cho tôi vài đập: Lẹ lên, ghệ nhập viện mà còn đứng đây nhìn trời nhìn đất. Tôi chỉ biết thủ thỉ: Cảm ơn mọi người,
dường như không ai nghe cả, vì họ đang ai làm việc nấy. Tôi biết họ cũng quan tâm bé Vi lắm, cho nên mới phản ứng như vậy. Nếu họ nghĩ bé Vi không phải là một người trong đội, thì có lẽ họ đã ngồi lại bàn tính nước đi tiếp theo để chia đội ra hành động. Có thể do tâm lý hiện giờ chưa biết anh Thông sẽ ra sao, nếu mất thêm bé Vi nữa thì chắc cả đám sẽ suy sụp tâm lý lắm. Cứ thử tưởng tượng, đang trên hành trình cứu một người đồng đội này thì lại mất đi một người đồng đội khác mà xem. Cho rằng như thế, cho nên tôi cũng không dám nghĩ nữa. Từ Mỹ Tho đi Long Xuyên cũng không xa lắm, mất khoảng 3 tiếng. Tú Linh chở tôi từ khu di tích vòng lên cây lậy, rẽ phải sang Mỹ Tho. Đoạn đường đó cô không nói gì ngoài việc bảo tôi cứ yên tâm. Khi xe vào cao tốc 02 để về cầu Dầm Cống, tôi cứ bị những câu hỏi bủa vây trong đầu, nên mới buộc miệng hỏi Tú Linh. Mà thật ra bé Vi bị cái gì mới được? Nãy giờ em gọi cho sơ mà cũng không có bắt máy. Tú Linh nhìn tôi chừng 10 giây rồi lại nhìn đường. Chế thì có thắc mắc khác, sao bé Vi lại được người của công giáo cứu? Công giáo thì có sao được chứ? Không, ý chế làm bé Vi nó là người bí hiểm, phải có nguyên nhân gì đó thì nó mới liên quan tới công giáo chứ. Nhóc thử nghĩ coi, đâu phải tự nhiên mà người ta chở cho bệnh viện nhiệt tình vậy. Tú Linh nói có lý. Tôi bảo, để làm Vi bị thương được chắc cũng phải lục lầm của số má lắm, chứ bởi vì sợ gì mấy cái bệnh bình thường chứ. Ừ, chưa kể tới chuyện nó không có trái tim nữa. Không có trái tim, Tú Linh nhắc tôi mới nhớ. Phải giải thích sao đây ta? Có lẽ ngay từ đầu tôi không cho rằng chuyện Vi không có trái tim là một vấn đề gì đó quá lớn. Đạo diễn nào cũng vậy mà. Nếu đặt vào trường hợp của một người bình thường, chắc họ đã bỏ chạy 80 cây số. Từ khi tôi gặp Vi thì có cảm giác rằng tất cả những chuyện tình cảm mèo chuột thời sinh viên của tôi chỉ là trò đùa. Điểm khác biệt nằm ở cảm giác mà khi ngồi nói chuyện hoặc hành động chung thì mọi thứ xung quanh như bị xé toạc ra khỏi tầm mắt, chỉ còn lại hình ảnh của Vi thôi. Vậy thì có trái tim hay không cũng đâu còn quan trọng. Nhưng mà Vi thì sao? Nếu lúc nguy kịch như thế này Vi mới tìm tôi, thì liệu tôi có chỗ đứng như tôi vẫn thường nghĩ hay không? Cảm giác là mỗi khi Vi buồn mới nhớ tới tôi, còn tôi vì nhớ tới Vi mà lại buồn. Tuy nhiên Tú Linh tán đầu tôi cái bóp. Cái thằng này, mày lại nghĩ tầm bậy tầm bạ cái gì rồi? Thì Vi nguy hiểm mới gọi cho em, chứ bình thường có nghe gì đâu. Tú Linh cười khịch trong một tiếng. Nhóc dở quá. Con gái mà mỗi khi gặp chuyện nhớ tới mình á, nghĩa là họ nghĩ mình là người có thể bảo vệ được họ. Tại vì mình đem lại cảm giác an toàn cho họ. Nhóc nên vui mới đúng đó. Ừ, thiệt hả chứ? Thiệt, yên tâm đi. Con Vi nó mạng lớn lắm, lần này chắc mất đi chút khí tức thôi, chứ đoán gì. Tôi thì quá rành Thú Linh rồi. Bình thường cô hay gắt gỏng, chứ gặp chuyện thì cô là một trong những người đáng tin cậy nhất. Cô chỉ nói vài câu mà tôi cảm thấy đỡ căng thẳng đi rất nhiều. Thế vậy nên tôi cũng muốn đền đáp chút gì đó. Tôi hỏi, rồi chuyện của Trần Gia giờ sao rồi chứ? Tú Linh hơi nhướng mắt. Ê, sao là sao? Thì bình thường. Thôi cháy bớt đi. Không hiểu sao con gái mỗi khi hỏi chuyện thì thói quen đầu tiên là hai chữ bình thường. Em thì còn lạ chế gì nữa. Tú Linh ngẩng đầu theo kiểu khó chịu, chứ thật ra trong lòng cũng muốn kể lắm. Cô bảo, bữa trước chứ bị cô Nga chửi cho trận. Ừ, sao chửi? Thì vụ thằng Thông nè, cô Nga nói chế nên dùng đặc ân sống được trên cạn mà không bị cái gì của mình cho những cái chuyện lớn lao hơn. Cứu người mình yêu thương quý mến thì cũng là chuyện lớn lao mà. Nhưng mà cô Nga không nghĩ vậy. Chắc một phần cô cũng không biết thằng Thông là ai. Chế nói lúc trước đã đi cứu nó một lần rồi. Lúc đó cô Nga nổi trận lôi đình, chửi chế quá trời luôn. Ôi, em không có tưởng tượng được cảnh đó sẽ như thế nào luôn.
Rồi chế nói với cô Nga sao mà được đi tiếp vậy? Nó mẹ gì, chế tự đi đó. Lúc bước ra cổng thì cô Nga không thèm nhìn mặt hay nói gì tới luôn. Thở ra vài tiếng ngao ngắn, tôi cũng an ủi Tú Linh. Chắc là nổi giận trong thời điểm đó thôi. Hy vọng là vậy. Tôi không ngờ Tú Linh lại đang gánh trên vai gánh nặng gia tộc. Cứ ngỡ sau nhiệm vụ ở đảo Sương Mù thì phần lớn ân oán cũng đã xong xuôi. Mà ngẫm lại thì thấy từ trước tới giờ có cái gì gọi là xong xuôi đâu. Hết gây thù với nhóm này thì lại chút oán với nhóm khác. Cảm giác bây giờ không khác gì cái hồi đi học phổ thông. Lúc nào cũng muốn làm các anh lớn vui, xong rồi cuối cùng cũng bị đánh cho bầm đầu. Lúc này xe đã vừa chạy hết cầu Vàm Cống, rẽ vào hướng Long Xuyên. Chúng tôi tìm đường tới bệnh viện đa khoa. Vừa móc điện thoại ra định gọi cho Sơn, lúc đó tôi mới thấy tin nhắn ghi vỏn vẹn: Lầu 5, phòng hồi sức số 6. Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang khá lớn, xây theo hình cánh quạt, có rất nhiều khu. Sau một hồi trầy trật kiếm chỗ gửi xe, hỏi đường hơn chục người, thì chúng tôi cũng tìm tới được đúng chỗ. Phòng hồi sức số 6 là phòng riêng, được thuê đặc biệt. Trong phòng chỉ có một giường. Khi tôi đẩy cửa bước vào thì thấy Vi đang nằm khép mắt, mũi đeo ống thở, lòng ngực phập phồng khá đều. Y tá thấy tôi tới định đuổi tôi ra thì nghe giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát là Sơ Ma Tiêu Gia. Sơ hỏi: Anh là anh Cợp hả? Tôi gật đầu. Sơ mới quay vô trong mà kêu: Dạ chị y tá ơi, đây là người quen của Lý Hằng Vi đó. Y tá nghe thế mới cho tôi vào. Chị ta nói: Mới vừa chích thuốc xong, đừng kêu người bệnh dậy, khoảng 2 tiếng sau tôi quay lại. Sơ Ma Tiêu Gia vận một bộ áo dài đen, đầu đội lúp nữ tu, cổ đeo chuỗi thập giá, một tay mân mê chiếc nhẫn. Khuôn mặt nhìn sơ qua rất vừa vặn, vừa xinh đẹp lại toát lên một vẻ tao nhã sang trọng. Tôi đoán sơ chắc cùng lắm là nhỏ hơn tôi 1 tuổi thôi. Tôi gật đầu cảm ơn Sơn, đoạn bước chậm tới đứng bên trái giường, Tú Linh thì bên phải. Tú Linh ngồi xuống bắt mạch, ánh mắt cô hiện lên vẻ khó hiểu. Cô nhìn tôi rồi nhíu mày. Không biết là cô đã nhìn ra điều gì, nhưng có lẽ cô không nói ra vì có Sơ đang ở đây. Tôi quay sang hỏi Sơ: Sao Sơ biết bé Vi gì? Tú Linh la tôi: Không cảm ơn Sơ một tiếng đi, chưa gì đã điều tra rồi. Sơ thông cảm, cái thằng này nó có tật mê gái. Tú Linh chưa nói hết câu đã thấy Sơ đỏ mặt, chắc là tiếp người hay e dè. Anh chị tới đây thì tốt rồi, ở nhà thờ em còn nhiều việc lắm, giờ em phải về gấp đã. Tôi hỏi: Chị còn giải phẫu thì sao? Anh Cập yên tâm, giải phẫu thành công rồi. Em không biết gì sao nữa, bác sĩ nói rằng Vi nguy kịch lắm, nhưng mà lúc đưa lên bàn mổ thì Vi tự hồi phục. Bác sĩ chỉ mai vài mũi rồi chuyển cho phòng hồi sức à? Tôi nghĩ thầm, đó là nguyên do cho việc chúng tôi chạy tới đây chỉ mất 3 tiếng hơn mà đã phẫu thuật xong. Tôi hỏi: Sơ về rồi có quay lại không? Dạ có chứ, em về lo việc xong xuôi, chắc sáng mai em sẽ vô thăm Vi nữa đó. Bây giờ hai anh chị cho em cáo lỗi, em phải đi gấp thiệt rồi. Chẳng đợi tôi và Tú Linh nói thêm câu gì nữa, Sơ lấy cặp da rồi bước thẳng ra ngoài. Tú Linh chọc tôi: Con ghẻ nó nằm đây nè, mà nó cứ nhìn gái không nè trời. Người ta là ma sơ đó, thằng cô hồn các đảng. Trời ơi có đâu, tại em hơi ngộ thôi. Mà nãy chứ bắt mạch cái gì mà sao nhăn mặt gì? Tú Linh ngồi chéo chân, định lấy thuốc ra hút theo thói quen, nhưng nhớ đang ở bệnh viện nên thôi. Cô nói: Mạch của nó lạ lắm, rất giống mạch của con người á. Hả? Chứ nói gì vậy? Ngày trước sư phụ chế chữa cho bé Vi, sư phụ nói mạch của Vi là mạch của đào giếng, giống như con bé không có trái tim. Máu được lưu thông theo một bí thuật rất phức tạp, phải mất 3 tháng mới hoàn thành xong quá trình chuyển tim ra ngoài, nên mạch đập rất là khác. Nhưng mà... Tú Linh khẽ nhìn Vi, kéo mớ tóc vừa bị quạt mái thổi che đi một phần khuôn mặt xinh đẹp.
nhưng mà bây giờ mạch của nó đập đều, mạnh và ổn định. Đây là dấu hiệu của người có trái tim khỏe mạnh đó. Tôi tần ngần. Vậy là Vi sẽ trở lại làm người bình thường hả? Chuyện đó chưa chắc đâu nghe. Nó đã quen với cách sống không có trái tim bao lâu nay. Gắn trái tim vào lại là chuyện tối kỵ. Chỉ làm khi bất khả kháng thôi. Chứ sợ nó sẽ mất gần hết năng lực của đạo diễn đó. Tôi bất giác ngồi thụp xuống ghế, kéo bàn tay Vi ra nắm chặt. Em ấy hơi nhíu mày, chuyển mình quay sang về phía tôi. Tôi lại vén tóc em kẹp sau mép tay, rồi đặt tay mình lên má em. Ấm, ấm lắm, khác với những lần trước rất nhiều. Tối đó chúng tôi ngủ lại trong bệnh viện. Tôi và Tú Linh thay phiên nhau thức canh, một phần cũng nắm tình hình mỗi khi y tá vào chích thuốc. Khoảng 6 giờ sáng thì tôi xuống căng tin mua hai ổ bánh mì cho tôi và Tú Linh bỏ bụng. Đến khi tôi trở lên lại thì thấy bé Vi đang ngồi thẳng lưng trên giường bệnh. Tôi lập tức chạy lại. Vi tròn mắt nhìn tôi. Ủa, anh cũng tới nè hả? Chứ Linh dụ em. Hả? Dụ gì? Tú Linh che miệng cười nham hiểm. Nãy cháy nói có mình cháy tới hả? Nhóc đi lo công chuyện không thèm quan tâm. Nhỏ ngồi buồn nãy giờ này nè. Trời ơi, người bệnh mà còn chọc được nữa. Tôi ngồi xuống kế bên Vi. Xem tỉnh đúng lúc quá gì. Anh mới chạy đi mua bánh mì cái đợp á. Em thấy trong người sao rồi? Tưởng anh không có tới. Trời ơi, em nghe bà Linh mở bơm điểu. Nghe tin em nhập viện á, là anh ba chân bốn cẳng chạy tới đây liền nè. Tú Linh đứng dậy vươn vai, chụp ổ bánh mì rồi nói. À, thôi đôi trẻ cứ từ từ trao đổi ha. Chế đi một vòng thư giãn gân cốt mới được. Sau khi Tú Linh đẩy cửa bước ra rồi, tôi liền hỏi Vi. Rồi, trả lời đi chứ. Em sao rồi? Có đói bụng không? Để đi mua cháo cho ăn nha. Tôi vừa định đứng lên thì Vi đã kéo áo tôi lại. Ngồi đây cho em, có đói đâu. Ừ thì ngồi. Mà đợi anh hỏi thứ ba lần mới chịu trả lời hay gì đây? Vi nằm giữa gối. Thì em thấy bình thường. Lại nữa, thấy chưa? Tôi bảo, bình thường là bình thường như nào? Tú Linh nói em đã có trái tim lại đúng không? Đúng. Chuyện đầu đuôi ra sao? Rồi sao mà em quen Sơ Ma Tiêu Gia vậy? Sơ Ma Tiêu Gia lại? Vi tròn mắt hỏi. Thì cái người đưa em vô bệnh viện chứ ai? Vậy hả? Vi có vẻ bối rối. Em không có nhớ gì hết. Chỉ nhớ cái khúc trước thôi. Tôi cũng đoán là Vi không nhớ. Lúc đó do có lại trái tim, em ấy sẽ gặp biến cố gì đó. Chứ làm gì có chuyện trái tim lấy ra ghép vô mà vẫn bình thường. Có lẽ Sơ sẽ có thể kể lại quá trình gặp gỡ của họ. Tôi nói. Vậy em kể chuyện trước đó đi. Anh tới đây là lo cho em hay là muốn tra khảo em vậy? Vi nhăn mặt. Tôi liền đứng bật dậy. Thì anh lo cho em chứ cái gì nữa. Cả tháng trời đi đâu mất biệt à. Không có nghe tin tức gì hết. Đùng một cái nhận được điện thoại em nhập viện. Anh còn trối cái vụ anh Thông chưa biết giải quyết sao nữa đây nè. Anh... Tôi còn chưa nói hết câu, Vi đã chụp tay tôi rồi nắm chặt. Khuôn mặt đang nhăn nhó cũng trở nên hiền hòa trở lại. Em nói. Thôi, em xin lỗi. Ngồi xuống đi em kể cho nghe. Anh nạt một hồi bệnh viện họ đuổi anh ra ngoài bây giờ. Anh cũng xin lỗi. Tại cấp này nhiều chuyện xảy ra quá. Vi cầm ổ bánh mì đưa cho tôi. Anh ăn bánh mì đi. Chắc đói dữ rồi ha. Rồi đưa tay sờ lên mặt tôi. Cảm ơn nha. Ba chữ nói ra mà nghe mát lòng mát dạ. Tôi liền ngồi xuống ăn bánh mì. Vi cũng tranh thủ kể lại cho tôi nghe mọi chuyện xảy ra trước khi gặp Sơ Ma Tiêu Gia. Chuyện động trời nhất phải kể đến đó là Vi đã mất hộ pháp ngọc nữ của bà Sò để lại. Như đã biết, trong trận chiến nảy lửa ở hồ Xoài So thì bà Sò đã đi theo Bát Quan Lửa. Chính bà đã nói là sẽ truyền thừa hộ pháp ngọc nữ cho Vi. Nếu không thì lúc đó Vi cũng đã bỏ mạng.
Tuy nhiên khi chúng tôi đang tìm đường xuống Giang Thành thì cũng khám phá ra một bí mật. Chính danh dùng hộ pháp Ngọc Nữ để kiểm soát Vi. Chuyện hộ pháp Ngọc Nữ bị mất là do chính tay Vi phế đi để thoát khỏi sự kiểm soát gắt gao này. Lúc trước Vi có nói với tôi có những bí mật mà nói ra có lẽ tôi sẽ giết Vi. Đây chắc là một trong số đó. Vi đi tìm ngải mây của đất để dùng cho việc cá nhân, nhưng Vi đã nuốt nó để đẩy hộ pháp Ngọc Nữ ra khỏi cơ thể. Quá trình này vô tình làm cho Vi yếu đi rất nhiều, phải ẩn thân dưỡng thương một thời gian. Đó là nguyên nhân Vi không liên lạc với tôi. Có gì đâu mà sợ anh giết em thấy ghê gì. Anh tin là em làm chuyện gì á cũng đã phải suy nghĩ rất kỹ mà. Thì cũng là một phần thôi, còn có những bí mật khác nữa mà. Tôi cắn nguyên miếng bánh mì to đùng. Rồi, sao nữa? Vi nói tiếp. Mặc dù việc mất đi hộ pháp thuộc hàng đỉnh của đỉnh như vậy cũng là một điều đáng tiếc, nhưng nếu việc dùng nó là việc kiểm soát của chính danh thì Vi sẵn sàng từ bỏ. Chính danh có thể không xấu nếu xét theo lý tưởng của chính ông ta, nhưng ai đời lại muốn trùm Na Long Hội nắm thớp mình trong lòng bàn tay chứ. Tuy nhiên Vi cảm thấy uổng là một chuyện, chính danh lại có mưu tính khác. Chính danh đã sớm biết được thế nào Vi cũng sẽ tách ra khỏi mình. Vì vậy trước khi Vi kịp phế đi Ngọc Nữ thì ông ta đã phong ấn nó lại. Kết cục thì Vi nuốt vào bụng mây của đất, vốn độc không thua gì hoa của trời. Nhưng vì đã mất đi hộ pháp nên bị phản tác dụng, rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Chính danh tuy giận nhưng vẫn còn tình nghĩa với học trò, liền bảo Năm Cốc trả trái tim lại cho Vi. Nghe tới đây thì tôi muốn phun ra luôn miếng dưa leo khô do mất nước. Không biết có dính ớt hay không mà dưa leo lại cay đến như vậy. Tôi trợn mắt. Em nói cái gì? Năm Cốc là người giữ trái tim của em hả? Em nghĩ là sao biến cố qua của trời, lão đã tìm thấy nó. Vì sao lão không giết em luôn thì em không biết. Rồi lão cũng chịu trả sao? Vì bấu tay tôi rất mạnh. Lão còn vui vẻ là đằng khác, cứ luôn miệng nói cái gì đó về Lục Lâm Cửu Hùng. Rồi Lục Lâm Cửu Hùng là cái gì nữa? Em có biết đâu, lúc đó em gần như cạn sức rồi. Chú Chính ghép lại trái tim cho em xong thì đuổi em xuống núi. Em đi lang thang, chỉ nhớ là tới Long Xuyên thôi. Sau đó ký ức của em mất sạch. Tôi trầm ngâm hết một hồi lâu, bỏ phần nửa ổ bánh mì với mấy cái miếng dưa leo vô dụng mà tôi không ăn được. Tôi khẽ nhìn sang Vi, thấy em đang ngồi gục mặt. Tôi hỏi. Có trái tim rồi, cảm giác của em sao? Vi chợt ngẩng lên nhìn tôi, tay kia choàng qua chụp cả bàn tay tôi lại. Em thấy khác lắm. Hồi trước em cũng... Vi đỏ mặt. Tôi liền nói. Anh cũng thích em à? Vi phì cười. Cái gì mà thương tướp vậy ông thần? Thì em cũng vậy đó. Nhưng mà nói thiệt là lúc trước em chỉ cảm thấy tình của anh dành cho em thôi. Bây giờ em thấy luôn được cái cảm nữa. Tôi như bay giữa chín tầng trời. Thì ra Vi thích tôi thật. Nhưng trước đó em ấy cứ lạnh lùng bởi vì không có trái tim. Bất chợt tôi nghĩ tới chuyện thành gia lập thất rồi đủ thứ trên đời. Hai đứa sẽ bỏ Lục Lâm, kiếm chỗ nào đó chí chí trên sườn núi, dùng số tiền tôi săn lan được sống thoải mái tới già. Đúng lúc này tôi chợt bị lôi về thực tại. Thấy Vi đang trọn mắt nhìn tôi. Ủa anh sao vậy? Không có gì. Mà tôi đang cố kiếm đường lái sang chuyện khác. Nhà anh Thiên Mẫu. Nhà anh Thiên Mẫu thì sao em? Vi dùng ngón trỏ gõ cầm trông rất dễ cưng. Nếu nhà anh Thiên Mẫu biết nói á thì bà ta sẽ là một sinh vật rất thông thái. Bà ta bước ra khỏi vòng kiểm soát của chú Chính trước em đó. Nhờ đó mà em có động lực làm theo. Vậy bây giờ em còn kiểm soát được bà ta hay không? Em cũng không biết nữa. Em vẫn còn mối liên kết với bà ta, nhưng mà em có gọi mấy lần thì bà ta không có xuất hiện.
hiện giờ bà ta đang ở rất gần á, nhưng mà cụ thể đâu thì em không biết. Khuôn mặt của Vi chợt trở nên nghiêm túc. Nãy có nhắc anh Thông, là sao vậy? Tôi kể cho Vi nghe về những người của chân giới và lời hứa của họ trong việc trao trả anh Thông, rồi cuộc gặp gỡ với Bách Nhất, sau cùng là những việc mà cả nhóm đang làm tới thời điểm hiện tại. Vi nghe xong thì nói: Xuống chân giới hả? Em theo chứ. Trời, sao mà em đi nổi? Cái gì? Không cho em theo hả? Vậy mà nãy là thích em lớn lắm mà. Không, tất nhiên là em theo được. Anh chỉ lo cho tình trạng sức khỏe của em thôi. Vi tung mệnh: Em khỏe re, anh đừng lo. Vì kép lại trái tim á, chỉ lấy đi khí tức của em thôi, từ từ em sẽ hồi phục à. Tôi nhíu mày nói: Bác sĩ còn đòi phẫu thuật cho em kia kìa, nhưng mà em đã tự bình phục. À, mà chuyện đó là sao vậy? Vi lắc đầu: Chắc là do chú Chính cài cái gì đó vô người em, anh Dư biết ổng mà. Nhưng mà em không sao thiệt. Tôi nắm tay Vi: Rồi chắc chưa? Vi đỏ mặt: Chắc. Sao? Lo cho em dữ vậy đó hả? Chắc em đến không đúng lúc rồi. Tôi và Vi giật mình, nhìn ra cửa thì thấy Sơ đang đứng, tay cầm bịch cháo. Cứ vô đi Sơ, kệ tôi đó. Bây giờ thì cả Tú Linh cũng trở về. Hai người bọn họ kéo ghế ngồi quanh Vi. Sơ hỏi: Em sao rồi? Vi chu mỏ hồi lâu rồi miếu máu nói: Chị ơi, em thật tình xin lỗi chị, chứ em không có nhớ chị là ai hết trơn á. Sơ cười hiền: Không sao đâu, chị cũng đoán là vậy mà. Em yên tâm đi, chị hỏi thật lòng đó. Chúng ta đều nằm trong vòng tay che chở của Chúa, gặp nhau cũng là ý của Chúa, nên thấy em tỉnh lại chị vui lắm. Sơ à, hỏi cái này Sơ đừng giận ha. Thật ra lúc đó xảy ra chuyện gì vậy? Sơ lấy tô, vừa đổ cháo ra cho Vi vừa nói: Anh Cợp hỏi em vậy em cũng bó tay rồi. Em chỉ là người đem bé Vi vô đây thôi, những chuyện trước đó em đâu có biết. Tú Linh hỏi: Vậy rồi ai là người giao bé Vi cho Sơ? Là các mẹ bề trên á. Lúc em vào á thì thấy các mẹ đang chạy đôn chạy đáo vì sắp tới phiên lễ mà tình trạng của bé Vi nguy cấp quá. Chỉ có em là không có trách nhiệm gì nên em chở bé Vi tới đây. Tôi thấy Sơ ăn nói rất chậm rãi, nhã nhặn mà lại dùng từ rất lịch sự. So với đám lục lâm chúng tôi thì quả thực tôi không quen. Thêm nữa, tôi cũng không biết là Sơ có giấu gì hay không, nhưng mà tôi cảm nhận nếu có thì Sơ cũng không nói, vì chắc là lý do cá nhân hoặc là lý do liên quan đến đạo chăng. Đối với tôi lúc này, vì không sao là được, những chuyện còn lại nếu có duyên ắt sẽ biết thôi. Tôi nhận tô cháo từ tay Sơn, vừa đút cho bé Vi được một muỗng thì điện thoại lại reo. Vi hỏi: Cô nào điện hả? Tôi đưa mắt lên, trên màn hình điện thoại người gọi là Sinh Ốc Chó. Tôi nói: Chắc nó cập nhật tình hình, em tự ăn được không? Tú Linh chửi: Bà mẹ nó hai đứa bay, chắc tôi đá bê sừng từng đứa quá. Sơ nghe vậy thì cũng bụm miệng cười. Tôi cười trừ, cáo lỗi mọi người rồi chạy ra sảnh. Nhìn quanh tôi thấy cuối hành lang có chỗ đặt một băng ghế đá, vài người đang ngồi hút thuốc. Miệng đang thèm thuốc, tôi liền châm một điếu rồi chạy tới đó. Vừa bắt máy thì nghe giọng của thằng Sinh oang oang: Má nó, làm quần què gì bắt máy lâu vậy? Đang tò te tú tí hả? Ông thì ngon rồi. Tò te cái đầu mày á, tình hình sao rồi? Ông vừa bỏ qua cái show diễn độc nhất vô nhị của tôi với cha Hồng. Hai biểu mày cái. Rồi mày có kể không? Thì kể nè, gấp làm gấp lốn mà. Mày vô trọng tâm luôn đi, có cái gì hay? Xin không giấu được sự phấn khích: Tụi tôi tìm được manh mối rồi, về con nước thần bí và về cái cổng chân giới kia nữa. Hai thứ đó nằm ở con sông đầu tiên của vùng miền Tây thời cổ đó. Sau khi tôi với Tú Linh đi rồi, thằng Sinh và anh Hùng vẫn tiếp tục trao đổi với Tuấn Xà Lan. Sinh kể:
Mấy bận có khách vô quán kêu nước hoặc đồ ăn thì Tuấn Xà Lan tỏ ra khá khó chịu, chạy đi làm nhanh nhanh rồi trở vào ngồi trao đổi tiếp với anh Hùng. Cuối cùng hình như chịu không nổi, ông ta đề xuất luôn: "Tụi bay muốn lặn không? Làm liền luôn cho nóng. Sớm thời lặn cũng gần đây thôi." Bác Tuấn hình như đang muốn tìm lại tuổi trẻ ha? Tuấn Xà Lan cười kha kha. Cả đời tao mới gặp được một đám như tụi bay đó. Lúc trước có mấy thằng nói là mê đồ cổ, mà lại toàn xàm xàm cái gì đâu không à. Tao đuổi cổ mấy lần, nhưng mà tao có cảm giác tụi bay rành thiệt. À không, không phải cảm giác, mà là biết chắc rồi. Vậy thì tốt quá. Bác Tuấn muốn triển thì tôi còn theo. Tuấn Xà Lan chỉ chờ có nhiêu đó, liền tức tốc chạy tới xin lỗi khách. Lúc đó có khoảng 4 bạn đang ngồi ăn mì và uống cà phê. Ông đóng cửa quán rồi dẫn anh Hùng với Sinh xuống dọ lại. Tôi nghe Sinh kể cũng đoán được là ông đang hứng thú lắm. Ông vừa chống dọ lại ra vừa nói: "Tao có thằng bạn ngày xưa làm nghề dứt sắt, bây giờ chỉ lặng thôi nếu có người ra giá hời. Có nó tiếp, lần này đảm bảo dứt được nhiều thứ hay họ." "Ủa, giá hời là cỡ nhiêu vậy bác?" "Mới hôm bữa có bà khách nước ngoài rớt cái bóp tiền, nó nhận kẹo đó 15 củ đó." Tuấn Xà Lan đánh vỏ lãi về hướng Mỹ Tho. Sinh tả lại: "Nó nói rạch gầm nước sông không có chảy mạnh. Không tin được ngày xưa ở đây từng xảy ra một trận chiến làm kinh động cả châu lục. Con người nơi đây hiện tại chắc cũng như bao con người ở đất miền Tây hào sản. Họ vẫn chí thú làm ăn, vẫn chơi tới bến khi có dịp. Đời sống thì gắn liền với dòng sông. Lâu không được đi vỏ lãi, ngồi lại mới hiểu được vì sao ngày xưa anh Hùng lập giao kèo với Shiva." Vỏ lãi rẽ vào một khúc kinh nhỏ hơn. Hai bên bờ mẫu là hai hàng cây bình bát. Loại cây nửa nước nửa cạn này mọc lan ra cả con kinh. Tán cây xanh mát rủ xuống, còn những cành có trái thì cong queo muốn chạm nước. Sinh với tay hái được một trái, bẻ làm đôi rồi ném cho anh Hùng. Bình bát vừa chua vừa ngọt, bẻ từ cây xuống ăn liền còn thoang thoảng chút mùi sình non, mùi nắng và mùi của nước kinh. Tiếc là không có chút đường với nước đá, dầm ra thì hết nước chấm. Bạn của Tuấn Xà Lan là ông Tư Ngón Cái. Ngày xưa đi mò xác bị ma hù, chỉ lôi được cái ngón cái của người đã khuất lên, nên chết nhanh như vậy. Ông Tuấn nói ông Tư giàu lắm, nhưng mà không có dám xài tiền. Nghe đồn ông bỏ tiền vô hũ rồi đem ra nghĩa địa chung. Có mấy thanh niên trong vùng hiếu kỳ ra đào mộ trộm tiền của ổng, bị ổng hù ma chạy té đái trong quần. Từ đó không dám bén mảng lại nữa. Nhà của Tư Ngón Cái nằm lọt thỏm giữa hai cánh đồng mênh mông, đằng sau là mấy hàng cao xum xuê trái. Xem ra lời nói không dám xài tiền của Tuấn Xà Lan là không phải nói chơi. Đây là loại nhà lợp thủ công, đúng kiểu nhà tranh vách lá. Được cái hàng ba phía trước rất là mát. Tuấn Xà Lan tấp vỏ lãi vô. Anh Hùng và Sinh bước vô trước. Thấy bên trái cửa nhà có một cây tre dựng thẳng theo kiểu cây cờ, nhưng treo trên đó là một tấm vải điều xanh. Từ Ngón Cái nhìn khuôn mặt cứng cỏi hơn Tuấn Xà Lan, da đen như trâu nước vì đã dành cả đời lặn hụp trên sông. Ông để râu hùm, chân mài rậm, môi mỏng như lá tre, đặc biệt là tỏa ra một hơi lạnh âm hàn. Ông ngồi bệ vệ trên cái ghế tre, tay cầm cái cốc gớm được làm theo kiểu cái lu nhỏ, ực một hơi, khà lên rồi nói vọng ra: "Thằng Tuấn mày dẫn khách tới cho tao hả mày? Bữa nay nắng thấy mẹ, không có lặng liếc gì hết á." Tuấn Xà Lan chạy tới, dẫn anh Hùng với Sinh vô, vừa đi vừa nói: "Lần nào mày cũng phải dở ra cái bài cũ rích không lặng để mà dội tiền người ta. Yên tâm đi, kèo bữa nay muốn từ chối cũng không được nè." Thấy cái bàn tre có nhiều đồ lỉnh kỉnh, ông Tuấn hỏi: "Ủa, nhà có khách hả?" Từ Ngón Cái đáp: "Thằng Lúc nó về, dẫn theo hai đứa cháu tàu đó." "Ủa, về hồi nào? Đi đâu hết rồi?" "Nó muốn chở tụi nhỏ đi coi sông nước miền Tây mình. Tao kêu lấy cái vỏ lãi, nó mới đi cái độc đó." "Ủa, Lúc nó biết chạy vỏ lãi nữa hả?"
Đâu có. Thằng Liam nó chạy. Nó là dân thợ lặn mà. Ba cái máy này dễ gì làm khó được nó. Con John Hanna thích lắm. Tuấn xà lan lúc này mới quay sang. Thấy anh Hùng và Sinh trên khuôn mặt khó hiểu ra thì mới giải thích. Thằng Tư này đó, nhà nó có gốc nước ngoài. Con gái nó lấy chồng Tây, qua bển định cư cả chục năm nay. Bữa nay bà con nó về thăm đó mà. Anh Hùng hỏi thăm vài câu, Sinh thì gật gù chứ nó cũng không quan tâm mấy. Bây giờ Tuấn xà lan mới móc ra quyển nhật ký hành trình của Danh Sen đặt lên bàn. Ông Tư nhìn cuốn sổ hồi lâu, rồi ngước đầu hỏi. Nữa hả? Tao với mày lặn mò cả năm nay rồi, có thấy thêm cái gì đâu. Rồi ổng quay sang nhìn anh Hùng với thằng Sinh. Rồi hai thằng này là ai? Cả hai giới thiệu nhanh gọn. Xong anh Hùng bảo. Dạ, dạ con nghe nói bác Tư lặn giỏi nhất chung này phải không ạ? Từ ngón cái tỏ ra khoái chí, cười khà mà đáp. Cũng thường thôi bay ơi. Sao? Tụi bay vũ khí gì được thằng Tuấn vậy? Tuấn Hà Lan không đợi anh Hùng đáp, liền hồ hởi kể về cuộc gặp gỡ giữa đám chúng tôi lúc ở ngoài khu di tích. Kể xong ông nói. Đó, đám nhỏ thấy vậy chứ mà rành lắm. Mày thấy sao? Có khi nhờ tụi nó mà mình xử lý được cái chuyện làm mình canh cánh biết bao lâu nay. Tao với mày có thể bỏ xứ mà đi được rồi. Ủa, bỏ xứ là sao bác Tuấn? Ông Tuấn kể. Ông với ông Tư đây thật ra là bạn của nhau từ hồi còn nhỏ xíu. Hồi đó nghèo, cả hai không có tiền đi học, chỉ mò cua bắt ốc đem ra chợ bán sống qua ngày. Họ gắn liền với con nước từ đó, cũng nuôi ước mơ hy vọng rằng một ngày sẽ sắm được một chiếc ghe cỡ vừa. Sau đó rong ruổi khắp miệt sông nước Cửu Long. Anh Hùng nghe xong thì hỏi. Ủa, muốn đi thì cứ đi thôi bác. Sao mà còn chuyện canh cánh gì nữa? À, không giấu gì tụi bay, thằng Tư nó cũng có suy nghĩ như tao về cái con nước hồi đó Nguyễn Huệ đánh xiêm. Tụi tao lập lời thề, chừng nào chưa hiểu rõ gốc gác của xứ mình thì chừng đó còn chưa có bỏ đi được. Ông Tư nghe tới đó thì cúi mặt, dường như mũi lòng. Ông trút cái lu nhỏ định uống, nhưng phát hiện ra hết rượu rồi. Sinh lúc này mới nhanh trí rót cho ông một miếng gò đen. Ông ực một hơi cạn sạch, rồi nói. Tụi bay nghĩ sao thì nghĩ. Làm gì có chuyện một chiếc ghe đùng một cái từ Côn Đảo trôi tới vô trong đây được. Nghe nói bác Tư hồi xưa đi lặn mò sát. Trong giới của bác chắc cũng xuất hiện nhiều sự lạ lắm. Ông Tư gật đầu ra vẻ tự hào. Anh Hùng lại tiếp. Với Lục, à quên, với đồ cổ tụi con cũng vậy. Con thì theo trường phái hiện thực. Mẹ ơi, ba cái từ cao sang quá, tao nghe không có lọt lỗ tai. À, nghĩa là chuyện người xưa đã làm. Một là quýt đại theo kiểu truyền thuyết, hai là họ đã thực sự làm được. Bây giờ mình chỉ cần chứng minh. Nếu câu trả lời là đúng hoặc là sai thì mình cũng có được cái kết cục. Như vậy thì trong lòng sẽ hết canh cánh thôi. Từ ngón cái trệ môi, ngồi dắt chân lên ghế. Ôi mà tao đang nhức đầu quá. Trời thì nắng chang chang, phải chỉ có cái gọi là vậy 20 triệu. Đủ không bác Tư? Anh Hùng nói thẳng. Mắt từ ngón cái chợt sáng lên. Chàng ơi, tự nhiên cái hết nhức đầu à. Tôi nghe tới đó thì bình luận. Má nó, lần này đi tốn tiền dữ gì. Xin thả like cho tôi một phát, rồi kể tiếp. Từ ngón cái nghe mùi tiền là thái độ niềm nở ra mặt. Để tao đi lấy đồ nghề. Anh Hùng suy nghĩ cái gì đó thì bảo. Khoan bác, đợi mắt chút cũng được. Con cũng có vài chuyện muốn hỏi trước. Rồi, tiền của bầy, bầy muốn sao cũng được. Bây giờ không lặn á thì mình làm dạy sĩ cho ấm bụng đi. Chưa để ai nói thêm lời nào nữa, từ ngón cái chạy vô bếp. 2-3 phút sau thấy ổng bưng ra nào là khô cá lóc, nào là xoài non, còn có cả một hũ mắm tép. Xin gấp trụ gò đen, còn nhà ông Tư chỉ có rượu đế thôi,
Anh Hùng mở lời. Bác Tư đi lặn mò nhiều xác như vậy, chứ đợt nào thấy ghê nhất hả bác? Anh Hùng muốn biết coi ổng có phải là dân thứ thiệt hay không. Từ ngón cái tỏ vẻ hứng thú, liền nói. Có một lần tao bị ma hù đó. Ê, là cái đợt mày lôi lên được cái ngón cái của người ta chứ gì? Tao kể tụi nó nghe rồi. Không, đợt này còn thấy ghê hơn nữa. Tao chưa kể cho mày nghe. Đồ mẹ, có luôn đó hả? Thì người ta cho tiền tao phải khác chứ mày. Nhưng mà bây giờ nắng lắm, vô uống chút đi. Mát mát trời tao mới lặn được. Sinh không cách sáo giữ kẻ gì hết, nó xà xuống luôn. Uống được mấy ly, nó cũng tò mò cái nghề lặn sông này có gì hay, có thấy được những gì kỳ lạ. Từ ngón cái cười khà khà rồi nói, thợ lặn sông có một quy tắc chắc tụi bay chưa có biết, đó là không được kể cái bí mật của đáy sông. Có thể tao kể ở đó có cái này có cái kia, nhưng mà tao không thể nói là tại sao cái đó ở chỗ đó được. Như vậy sẽ nghịch với bà cậu. Thấy anh Hùng với Sinh có vẻ hứng thú chủ đề này, từ ngón cái ổng cao hứng kể sơ qua một chút về nghề lặn sông ở đây. Không ai biết cái xóm lặn này có từ khi nào. Những người lâu năm nhất, già nhất ở đây thì cũng đã nối nghiệp lặn từ cha, từ ông của mình. Nó tạo thành hẳn thôn, xóm, nuôi họ ăn đã mấy chục năm. Thường thì họ lặn chỉ độ 20-30 mét, nơi sâu nhất ở hầm luôn là một cái hố do bơm nổ hồi xưa. Chỗ miệng hố là 23 mét, lòng hố bên trong là 19 mét. Bên dưới còn lại các thùng đạn bọc vải dầu, không thấm nước. Thậm chí có cả các tàu hàng, tàu quân sự xưa, với các khoang được hàn kín như bưng. Chìm dưới sông mấy chục năm mà vẫn chưa rỉ nước vô. Ông đục các khoang để lấy đồ ra bán. Tuy nhiên thu nhập chính của ông là từ việc tìm tử thi. Tử thi thì cả trăm lý do. Có kẻ tự tử trên đầu nguồn trôi xuống, có kẻ bị hãm hại rồi buộc đá ngang hông quăng xuống sông, có người do tai nạn té ngã, có người cũng là thợ lặn nhưng gặp tai nạn, có khi lặn tìm tử thi theo yêu cầu của cơ quan chức năng, có khi do người tắm sông bị cá lôi đi. Sinh ngạc nhiên hỏi, cá cũng lôi được người ta đi được không? Đúng rồi, cá trà dầu 300-400 kg vẫn còn ở dưới lòng sông đó. Thứ đó tao gặp còn sợ hơn gặp ma nữa. Riêng cái đầu của nó không thôi thì đã to như cái cabo xe rồi. Lực cắn của nó đứt cả dây cáp chứ không có chơi nghe. Nhiều người đang bơi bị nó ngoạm chân lôi đi rồi chết đuối luôn. Ngoài sợ cá thì còn sợ và kiên cử nhiều quy tắc khác nữa. Để tao kể cái lần ớn lạnh nhất của tao là đi mò một cây dao. Trong giới lặn sông có nhiều quy tắc, một trong số đó là vớt người trước, vớt hàng sau, và lặn hơn 3 năm mới được đi vớt xác. Có những vụ chìm ghe, người trong khoang chưa thoát ra được, thì khi tợ lặn tới nơi, đầu tiên họ phải đem xác người đó lên làm lễ cúng. Đến khi thấy nước trong mũi và miệng của người đó chảy ra hết mới được lặn tiếp vớt hàng quá lên. Trường hợp xác không thể chảy nước mà chảy máu thì đợi đến khi máu ngưng chảy mới đem xác đi cúng tam sơn, rồi đợi qua 3 giờ sáng bữa sau mới được lặn. Lý do là vì linh hồn người đó còn kẹt ở dưới ghe, chưa kịp theo xác lên bờ. Nếu lặn xuống thêm một lần nữa thì sẽ bị họ kéo chân. Mỗi lần lặn từ ngón cái đều làm lễ cúng hết sức trịnh trọng, 10 vụ đều thành cả 10. Mấy năm trước có một vụ hết sức là khó, đó là có người ngã sông chết. Người nhà cho thợ lặn hoài mà không ra, mới tìm tới chỗ của ông. Ông cũng làm lễ cúng, thả lễ vật xuống sông rồi mới mò. Do yêu cầu của thân nhân nên ông Tư làm rất gấp gáp. Lúc này chỉ mới 1 giờ sáng, dòng nước tương đối ổn định. Chốc chốc lại gõ lên cái trống nhỏ trước bụng, chừng 50 mét thì rải xuống một cái bánh ít. Tầm 2 giờ sáng thì ông thấy nước nổi bọt rất mạnh, theo linh cảm thì chỗ này là xác mắc kẹt. Quan niệm của ông là nhờ đám cá dưới sông tìm xác. Bánh ít chính là lễ vật dâng cho bọn nó.
cá ăn no rồi, bơi tới xác sẽ ụt nước để ra hiệu. Ông Tư báo cho người nhà hay để chuẩn bị, sau đó neo xuồng lại rồi lặn xuống. Bên dưới lạnh ngắt, dòng chảy tuy yếu nhưng nhiều bùn, làm cho ổng di chuyển rất tốn sức. Lặn xong thì không thể mở mắt ra được, chỉ có thể dùng tay mà mò. Lúc đó ông đang thọc ở dưới sình, tay lướt qua da thịt bàn tay của người là nhận ra ngay. Nó lạnh lẽo và nhớp nháp. Đang định ghim cây đèn nổi đánh dấu, ai dè lúc đó có một luồng chảy ngầm hết sức hung bạo thình lình xuất hiện ra, cuốn ông đi. Dòng chảy mạnh như có một chiếc tàu công suất lớn lao vút qua. Đó là ổng đang nói giảm nói tránh. Tôi hiểu ổng đang gợi ý đến một con quái thú khổng lồ nào đó lướt ngang qua trước mặt mình. Dòng chảy của nó cuốn ông đi xa khỏi cái xác, sau đó mò lại cả ngày cũng không có. Từ ngón cái không nản chí, hôm sau mò nữa cũng không được. Đến đêm ngày thứ ba, đang ngủ trên ghe giữa sông thì nghe có tiếng gõ vào mạn ghe, có tiếng nước bị bẩm. Trong mơ ông thấy mình bước ra mạn ghe xem, thì dưới mặt nước nổi lên mặt một cô gái đã trương phình. Tóc cô ta xõa bồng bềnh trôi trên sóng nước, chỉ thấy mặt, không thấy thân người hay chân tay đâu cả. Cô gái nói rằng mình bị chìm xuống đáy bùn, bị một cây đao đè lên người, nó không cho người ta vớt cô lên. Ông đã chạm vào tay cô gái đã là hợp mạng dữ lắm rồi, nên cô ta mới báo mộng được. Cô gái kêu ông đeo một cục nam châm to trước ngực, lặn xuống ở vị trí này, bơi lên hướng bắc 30 mét, rồi bơi ra giữa sông thêm 15 mét nữa là tìm được. Từ ngón cái tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, thấy trong khoang ghe đầy dấu chân ướt nhẹp, thì cũng đoán biết được là oan hồn tới kiếm mình. Ông trấn tĩnh lại, đeo cục nam châm rồi phóng xuống ngay. Quả nhiên cục nam châm hút được cây dao. Lúc này ông mò lại vẫn không thấy xác đâu. Đang bơi dọc con sông thì xác cô gái tự dưới bùn nổi lên. Tóc và áo của cô ta vuốt ngang mặt ông Tư. Mùi tanh của tử thi như xuyên qua khoang mũi, miệng và thâm nhập vào phổi ông ta. Ông hoảng hồn ngồi lên. Lúc còn cách mặt nước chừng 3-4 mét thì ánh đèn trên ghe soi ngang mặt cô gái trắng bệch trong nước, đang há hốc miệng, mắt còn nguyên chưa bị cá gặm, trợn trắng, hai tay giang ra như bay lên từ từ. Ông lặn xuống quấn cây dao vào vải, cho vào túi, cho ôm xác trội lên. Ông nhìn anh hùng với sinh một lượt, cho hỏi: có đứa nào thấy được cảnh giấc người chết đuối lên bờ rồi? Khi thần nhận tới nơi thì cái xác người chết đuối bỗng dừng xì máu chưa? Hai người gật đầu. Anh Hùng nói thật ra quan điểm xì máu đó phần lớn là mê tín, xuất phát từ việc người chết đuối nào cũng sẽ có thân nhân đứng đợi sẵn trên bờ. Lúc vớt xác lên thì người nhà nhào tới, đúng lúc xác thay đổi áp suất, đẩy chất dịch dồn ứ trong phổi, trong cuống họng ra ngoài, cho nên trông như xì máu. Vậy mà có nhiều người mê tín dị đoan, cho rằng xác chết kêu oan ức. Người thân đứng gần lúc đem xác lên sẽ làm cho họ khó siêu thoát, đó là vô minh. Từ ngón cái gật đầu: mày nói đúng, nhưng mà đó còn có một ẩn ý. Đó là máu huyết trả cha mẹ, mà cha mẹ ở đây là cát bụi trên đất. Khác với người chết bình thường, theo tục lệ xưa là đặt xuống đất lấy hơi, người chết đuối không được gần đất mẹ, nên khi đem lên bờ sẽ lấy máu còn lại trả cho đất đai. Câu chuyện vừa xong thì từ bến nước chợt nghe có tiếng máy dầu nổ mạnh, chứng tỏ đang có người trả số tấp vô. Xin quay ra, thấy trên ghe ngồi ba người nước ngoài, một người trung niên, một nam và một nữ. Người đàn ông để đầu trọc, khuôn mặt dài, góc cạnh, hố mắt hơi sâu, chân mày rậm, tên là Luke. Người nam rất điển trai, để tóc cao, màu tóc vàng ống, mắt xanh, tên là Liam. Người đỡ nhìn trẻ hơn, tóc bạch kim ngã vàng, cắt hình trái táo, xinh đẹp như diễn viên, tên là Johanna. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7
của Thiên Mười, Thủy Đạo Hàm Luân, Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.